Chào các bạn, cô tên là Hiền, giáo viên môn toán trường Đại học Mỏ Địa Chất. Cô có gần 10 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục. Và trong 10 năm sự nghiệp, cô quan sát và nắm được những vấn đề rất nghiêm trọng của sinh viên về xác định nghề nghiệp và định hướng cho tương lai. Cô biết có rất nhiều bạn sinh viên mất đến 1-2 năm thanh xuân theo học chuyên ngành mà mình không thích, chứng tỏ bạn mất đến 2 năm đó chỉ để hiểu bản thân mình muốn gì và muốn trở thành ai trong tương lai. Nếu như mà các bạn biết cái vấn đề mà cô sắp chia sẻ dưới đây thì cô tin chắc rằng bạn sẽ tiết kiệm được 2 năm tuổi trẻ đó của mình và rút ngắn được con đường đi đến thành công. Cô có một món quà đặc biệt muốn dành tặng cho tất cả các bạn. Trước khi nhận món quà này, cô muốn các bạn cam kết với cô hãy xem hết, xem đến cuối cùng video này, vì cô mất cả tuổi thanh xuân để đúc kết, còn bạn chỉ mất 10 phút để nghe. Vấn đề ngày hôm nay cô chia sẻ là 4 vòng tròn đào tạo. Và nếu bạn hiểu rõ 4 yếu tố này sẽ giúp ích cho việc phát triển sự nghiệp một cách hiệu quả và tránh được những rủi ro trong cuộc sống. Và vòng tròn đầu tiên bao gồm 3 yếu tố: đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Đây chính là cái gốc rễ của nhân cách. Bác Hồ có một câu nói rất hay mà cô rất tâm đắc, đó chính là: có tài mà không có đức thì là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Trong câu nói này ta thấy rằng là đức và tài là hai yếu tố đuôi liền với nhau. Thứ nhất là đạo đức. Một ví dụ là đối với những người mà buôn bán mặt hàng cấm, mặt hàng trái phép, thì họ mặc dù họ giàu có, nhưng họ cái sự giàu có bền vững và họ có sự hạnh phúc không ạ? Thứ hai là tài. Nếu mà chỉ có đức mà không có tài thì sẽ không thể tiến xa được. Mà cái tài đó lấy từ đâu? Từ sự kiên trì, nỗ lực học tập và không ngừng rèn luyện, phát triển bản thân. Vòng tròn thứ hai là bạn phải hiểu được chính bản thân mình và định nghĩa được cá tính của mình. Và hiện nay trên thế giới, DISC là một công cụ nhận diện tính cách ưu việt phổ biến nhất hiện nay. DISC sẽ giải quyết cho các bạn vấn đề là tại sao lại có những nhóm người hoạt ngôn, thích giao tiếp, truyền tải những vấn đề của cuộc sống, trong khi đó lại có những nhóm người sống khép kín và ít giao tiếp. Thế thì theo DISC, con người được phân loại thành 4 nhóm tính cách. Và nhóm đầu tiên trong 4 nhóm tính cách là nhóm D. D là viết tắt của Dominate. Người nhóm D là những người có xu hướng lãnh đạo, thích chinh phạt, thích khám phá những miền đất mới và không chấp nhận thất bại. Người nhóm D là nhóm người của sự tiên phong, khởi nghiệp. Do vậy, người nhóm D thường làm việc trong lĩnh vực chính trị như là các vị vua, các vị tướng hay những người lập nên đế chế kinh tế như Tổng thống Mỹ Donald Trump, tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Nhóm tính cách thứ hai là nhóm Y, Influence. Đặc trưng của nhóm Y là những người truyền cảm hứng, thích bay bổng, có năng lượng và giúp người khác đạt được mục tiêu. Và có một điều các bạn luôn luôn nhớ: nếu sau này các bạn là chủ doanh nghiệp, các bạn đừng để Y làm những công việc cẩn thận, tỉ mỉ, vì đó không phải là sở trường của họ. Nghề nghiệp phù hợp với nhóm Y chính là làm việc trong những lĩnh vực như là giải trí, nghệ thuật, sáng tạo, và họ là những người có tầm ảnh hưởng. Nhóm tính cách thứ ba là nhóm C. C là viết tắt của Competence. Đặc điểm nổi bật của người nhóm C là cẩn thận, tỉ mỉ, chín chu, thích sự hoàn hảo và đặc biệt là chỉ nhìn thấy kết quả họ mới làm. Do vậy, người nhóm C thường làm việc trong các lĩnh vực như là bác sĩ, kế toán và các nhà nghiên cứu. Nhóm tính cách cuối cùng trong 4 nhóm tính cách là nhóm S. S là viết tắt của Stated. Người nhóm S là con người của sự yêu thương, kết nối. Nên ở đâu có S, ở đó có hòa bình. Ở đâu có S, ở đó có đội nhóm. Nên S có nhiều mối quan hệ hơn ai hết trên cuộc đời này. Vì vậy, nghề nghiệp phù hợp với nhóm S là các bác sĩ tâm lý, những nhà nghiên cứu tâm lý hay luật sư. Và các bạn
Có một điều cô muốn các bạn lưu ý là một con người luôn có đầy đủ 4 nhóm tính cách này, nhưng luôn có 1 đến 2 nhóm tính cách trội nhất và quyết định nên tính cách đặc trưng của con người đó. Thế thì cái vấn đề người ta nghiên cứu vòng tròn thứ hai này để làm gì? Trong công việc và trong cuộc sống, nếu bạn nắm bắt được tính cách của đồng nghiệp hay sếp của bạn thì bạn sẽ tự tạo cho mình một lợi thế mà không ai có thể hạ gục được. Từ những vấn đề mà cô phân tích ở trên, các bạn hãy tự xác định xem mình thuộc nhóm tính cách nào để xác định nghề nghiệp cho bản thân tốt hơn trong tương lai. Vòng tròn thứ ba là vòng tròn của nhóm các kỹ năng. Đó là các kỹ năng về chuyên môn như là kỹ năng công nghệ thông tin, tài chính kế toán, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự học, vân vân. Nhưng trong nhóm các kỹ năng này, điều cô muốn nhấn mạnh các bạn, kỹ năng tự học là quan trọng nhất, là chìa khóa mở ra các kỹ năng còn lại. Nó sẽ giải quyết vấn đề là không phải cứ đi học, cứ khắp sách đến trường mới là học, mà chúng ta chỉ cần tập trung cao độ vào kỹ năng tự học thôi, thì bạn có thể học ở mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng mà bạn tiếp xúc. Bill Gates là một ví dụ tiêu biểu cho khả năng tự học. Tại sao mà khi ông đang là sinh viên một trường đại học nổi tiếng như Harvard mà ông lại bỏ học, mà ông vẫn lập nên một cái đế chế Microsoft làm thay đổi toàn bộ thế giới? Đó là vì ông bỏ học, nhưng không có nghĩa là ông ngừng học. Ông vẫn tự học. Tự học từ đâu? Tự học từ việc nghiên cứu sáng tạo, tự học từ những người thành công. Và hơn nữa là ông bỏ học để lợi dụng thời cơ. Ngoài ra thì chúng ta còn được biết là Bill Gates có rất nhiều kỹ năng khác, như là kỹ năng quản lý thời gian. Vì tuy là chủ một doanh nghiệp lớn, công việc rất bận rộn, nhưng chúng ta biết Bill Gates là một người có tấm lòng nhân ái, vì ông tham gia rất nhiều các hoạt động của cộng đồng. Vòng tròn cuối cùng ở đây chính là vòng tròn của kiến thức. Nó là vỏ bọc nói lên con người bạn, nhưng nó lại nằm ở ngoài cùng, vì phải có kỹ năng mới biến kiến thức thành hiệu quả công việc. Và các bạn sinh viên ơi, nếu mà các bạn muốn sau này ra trường có một công việc tốt, lương cao, thì các bạn hãy nhớ rằng ngoài cái việc học giỏi kiến thức, các bạn phải học thật tốt các kỹ năng. Vì thì cô tin chắc chắn rằng khi đó các bạn ra trường sẽ tìm được công việc như ý muốn. Sau khi nghe xong các vấn đề mà cô chia sẻ thì có hai điều mà cô muốn các bạn bắt tay vào làm ngay, thực hiện ngay. Đó chính là: một là nhận diện tính cách của bản thân mình, xem mình thuộc nhóm nào, mình vui tính hay mình xấu tính, mình cẩn thận hay mình đánh đoán, để biết mình phù hợp với ngành nghề gì trong tương lai. Hai là sau khi xác định được rõ bản thân mình và biết được điểm cốt lõi nào làm nên những người thành công, thì ngay lập tức các bạn bắt tay ngay và làm ngay, không chần chừ, vì thời gian tuổi trẻ là có hạn. Thế giới không ngừng chuyển động, và nếu bạn không học hỏi phát triển bản thân, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các bạn sẽ thấy hai hình ảnh. Sẽ có những người lo sợ, ngồi yên và không làm gì. Còn sẽ có những người bản lĩnh, tập trung cao độ vào làm việc, tận dụng thời gian, không ngừng học hỏi phát triển bản thân. Các bạn chọn dẫm chân tại chỗ hay vượt qua khó khăn và đứng lên đi tiếp. Chúng ta hãy bình tĩnh, sáng suốt, tự bảo vệ bản thân, phòng dịch đúng cách, chung tay, đồng lòng, nhất định chúng ta sẽ vượt cùng nhau vượt qua đại dịch này. Những sự sợ hãi bản thân các bạn không đủ giỏi không phải là lý do để các bạn dừng lại, mà đó là lý do để các bạn phát triển. Can đảm lên và bước đi, đạp lên nỗi sợ hãi. Sai thì sửa, thất bại thì đứng lên làm lại.